Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, huyện Yên Lạc gieo cấy hơn 4,3 nghìn hecta lúa. Ngay khi bước vào vụ sản xuất, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương tuyên truyền đến bà con nông dân thực hiện nghiêm quy trình gieo cấy lúa mùa. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Yên Lạc phối hợp với các hợp tác xã tổ chức kiểm tra các trạm bơm vận hành tốt, phục vụ bơm nước bảo đảm đủ nước cho bà con làm đất gieo cấy lúa. Cán bộ ngành nông nghiệp thường xuyên phối hợp với các hợp tác xã chỉ đạo sâu sát từ khâu tập huấn kỹ thuật, ngâm ủ giống, làm đất, gieo vãi, phun thuốc trừ cỏ cho bà con nông dân. Làm tốt công tác diệt chuột trên địa bàn toàn huyện vào giai đoạn đầu ải bằng các biện pháp thủ công kết hợp với các loại thuốc sinh học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở để nông dân tập trung xuống đồng gieo cấy lúa theo khung thời vụ đề ra. Đồng thời vận động bà con huy động máy móc, nhân lực làm đất sớm, tập trung thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, bón vôi, các chế phẩm sinh học để gốc rạ nhanh phân hủy, tận dụng nguồn phân chuồng, phân xanh ủ hoai mục để bón ruộng, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi ngay từ đầu vụ. Đến nay, bà con nông dân trong toàn huyện đã gieo cấy xong trên 80% diện tích lúa vụ mùa. Với những biện pháp chỉ đạo đồng bộ cùng với sự chủ động của bà con nông dân, huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đạt hơn 35,8 nghìn tấn lương thực có hạt theo kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra. Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành tiêu hủy 250 kg thịt lợn chết. Trước đó vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2016, tổ công tác của Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm phối hợp với công an phường đang làm nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì phát hiện anh Đào Văn Thiệp, trú tại thôn Bắc Kế, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88F79922 chở hai con lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm. Theo lời khai ban đầu của Thiệp tại cơ quan công an phường Đồng Tâm, đây là hai con lợn của gia đình Thiệp có trọng lượng khoảng 250 kg bị ốm chết. Sau khi lợn chết, Thiệp đem thịt và mang đi bán cho anh Hùng ở tổ dân phố Đông Thịnh, phường Đồng Tâm với giá 2 triệu đồng hai con lợn thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Hiện nay Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau khi có thông tin về việc thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc được bày bán tại chợ Đồng Tâm, Ủy ban phường đã có chỉ đạo thành lập tổ công tác giao cho công an phường phối hợp với cán bộ thú y, ban quản lý chợ kiểm tra xác minh các hộ kinh doanh giết mổ tại chợ và nắm bắt các đối tượng vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc về chợ Đồng Tâm tiêu thụ. Sau một thời gian tuần tra mai phục, chiều nay 22 tháng 6 2016, công an phường cùng với tổ công tác của phường đã bắt giữ quả tang đối tượng Đào Văn Thiệp, thường trú ở Bá Hiến, Bình Xuyên, đang vận chuyển 250 kg lợn chết, thịt lợn chết đang trên đường chuyển vận chuyển về chợ Đồng Tâm tiêu thụ. Ủy ban phường đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật và tiến hành tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đi mua thực phẩm, đồng thời kịp thời phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình và cộng đồng xã hội.